của mình mới vừa làm xong, mới vừa hấp xong đây. Mình khoe với các bạn nè, mình đã là làm rất là thành công luôn, dễ làm nữa. Gói cái kiểu này là dễ, nhanh, ai làm cũng được hết. Bánh ú nước cho hôm nay mình không có luộc mà mình làm bánh cắp tóc. Làm như thế nào thì các bạn hãy vào bếp cùng mình nha. Đây là một ký nếp. Bây giờ mình đi rửa cho thật là sạch. Mình rửa cho hết cái nước đục, rồi mình để cho ráo, đặng mình để nước trôi vào, mình ngâm khoảng 2 giờ đồng hồ thì mình mới cho nước vào, đặng mình ngâm qua đêm cho nó thấm. Mình do khoảng 4 nước cho nó hết nước đục thì mình đẩy ra rổ cho nó ráo, thật là ráo nước. Mình đổ qua thao. Đây là nước tro tàu, mình lấy 100ml mình cho vào nếp. Bây giờ mình cho vào nếp 100ml. Mình trộn lên cho thật là đều. Và mình cho một muỗng cà phê muối vào, mình cũng trộn lên cho nó đều. Sau khi mình trộn cho đều thì mình để ở đây khoảng 2 giờ đồng hồ, rồi mình mới đổ nước vô, mình ngâm qua đêm. Mình đổ ngập nước như thế này nè, cho nếp nó nở. Mình trộn lên cho nó đều, cho nước cho nó ra, cho nó thấm với lại nước, cho tới sáng nó nở nếp và nước cho nó cũng đều, nó thấm đều với hộp nếp nữa. Bây giờ mình đem đi xả nếp, xả hết cái chất nước cho, xả cho thật là sạch. Xả xong rồi các bạn, bây giờ mình để cho ráo nước. Thời gian mình đợi nó ráo nước á thì mình đi làm nhân, mình đi xào nhân. Sau khi ngâm đậu 3-4 tiếng thì mình rửa đậu này lại cho thật sạch để mình đem đi nấu. Mình cho vào nồi cơm điện, rồi mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối vào. Mình cho 500ml nước vào. Giờ mình bắt lên nồi cơm điện mình nấu cho chín. Khi đậu vừa chín thì mình đem ra mình tán nó liền cho nó nhuyễn, chứ để một lát nó nguội cái mình khó tán lắm. Mất công mình đem đi mình cho vào máy sinh tố mình xay. Lúc còn nóng thì mình tán rất là nhanh. Giờ nó đã nhuyễn rồi. Giờ mình đi xào nhân. Mình cho một lon nước cốt vào. Mình cho đường thốt nốt vào, 200g đường thốt nốt. Mình mở lửa lên, mình nấu cho nó tan đường. Bây giờ đường tan rồi thì mình cho đậu vô. Sên với đường, sên cho tới khi nào á là đậu nó không còn dính chảo thì là được nha các bạn.
đậu nó hòa quyện với nhau xong rồi mình cho một muỗng canh sát dừa khô vào. Nhân có tí sát dừa khô ăn nó rất là ngon luôn. Cho tiếp tục hai muỗng canh dầu ăn vào cho nhân nó bóng. Mình sơn cho đến khi là đậu nó không còn dính chảo là được. Bây giờ nhân mình đã xào xong, bây giờ mình cho ra tô cho nó nguội rồi mình dồn vào nhân. Đây là nước dừa 1 lít. Mình cho vào chảo để mình xào với nếp. Mình cho một muỗng cà phê muối. Bây giờ nước dừa sôi rồi, mình cho nếp vào. Giờ mình xào nếp cho nếp nó, nước dừa nó rút vào nếp cho hết. Xào như vậy một lát là nếp mình đã chín cũng cỡ phân nửa rồi. Cái mình gói bánh nó mình hấp rất là nhanh luôn. Mình xào nếp như thế này đó, khi mình gói bánh mình hấp nó nhanh lắm. Nếu mà mình để nếp sống mình luộc rất là lâu, có khi nó còn nín nếp nữa, nó còn chỗ sống chỗ chín. Còn nếu mình làm như thế này là mình hấp chỉ có 2 tiếng đồng hồ là bánh nó đã chín, nó mềm rất là ngon luôn. Như là mình xào nếp với lần nước dừa này nè, bánh nó tróc mà nó rất là ngon, nó thấm vô nếp, nước dừa mình nó thấm vô nếp đó, ngon lắm. Bây giờ mình đã xong rồi các bạn đó. Và bây giờ mình tắt bếp, mình đi gói bánh. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để mình gói. Nhân mình đã dò sẵn, nếp mình đã xào xong, lá chuối mình xửng, mình để 2 miếng lá như thế này, miếng này á, miếng bề mặt á thì mình để dưới, miếng nhỏ này á, đây là bề trái nè, cái này bề sống của nó mình để ngang như thế này, mình cho nếp lên. Lại như thế này, mình lấy dây thun mình cột. Mình đã xong một cái, vậy mình gói cho nó tới hết thôi.
Mình gói cái kiểu này á, dễ mà nhanh nữa, ai gói cũng được. Còn nếu mà mình gói theo cái kiểu bánh là ú nước tro mà lá tre á, các bạn khéo tay á, các bạn gói mới được. Còn làm như cái gói như cái kiểu này thì mình dễ nè, dễ làm lắm. Luôn cả gói bánh tét, nếu mà mình làm theo cái kiểu bánh tét á, thì nó cũng lâu nữa. Mà nếu các bạn gói thì nó cũng hơi khó hơn cái kiểu này. Cái kiểu này thì làm rất là nhanh luôn. Mình vừa gói xong 1 ký nếp, 300g đậu xanh thì mình gói được là 26 cái bánh. Bây giờ mình đem đi hấp là 2 tiếng. Bây giờ nước sôi mình cho bánh lên hấp. Mình hấp 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình hấp vừa xong. Để mình lấy ra mình cắt cho các bạn xem. Đây mình khoe với các bạn nè, bánh mình mới vừa làm xong, mới vừa hấp xong luôn. Rất là dẻo luôn nha.